Sống sao vô tề, người ta giúp mình xong, bây giờ trước mắt lạnh lùng. Đàn đời này mình nuôi con thu, nó còn biết ơn. Có nhớ công cha ngày xưa nói câu gì không? Cứu nhân xong rồi, con người liền gây ân oán. Cứu cho con Phật à, sau này nó còn trả ơn. Khó khăn cơ à, ta nhìn mà sao thương quá. Dùng xong bây giờ, lấy đồ để mà trả. Đừng lo những người sống không ra gì, rồi nó cũng nghèo thôi, suốt đời sẽ không ngóc đầu. Đừng thù ai hận ai nên tranh thân mình trước tiên. Ăn nó ra sao trời cao sáng xoay mà thôi, tránh cho những người ăn rồi liền quay đá bán. Trước hay sau gì ông trời cũng nhìn lại thôi. Sống sao cho đời thương mình lòng luôn trong sáng, lấy ơn báo thù ông trời cũng trừng phạt thôi. Tại vì sao biết mình nghĩ chi cho người? Ngày xưa lúc nghèo sơ, cơ hàn thì ai giúp mình? Mà giờ đây bội ơn quên nghĩa những ngày khó khăn, không biết mang ơn còn gây oan gây đủ thì biết bao nhiêu người giúp rồi liền quay ngang cắn. Cắn ai đâu ngoài những người giúp mình ngày xưa. Sống ngồi trên đời tôi thì mình nên để đương cháu con của mình bao này sống được bên lâu. Từ ngàn xưa sai mà, ta không giúp còn hơn sau này phải thêm nặng lòng. Buồn làm sao giờ đây nó chơi cái lời cảm ơn, giúp đỡ bao nhiêu giờ đây giống kẻ thù tôi. Ơi ơi những người qua cầu mà đi rụt vang, sống như thế này hỏi rằng có tồn tại lâu. Biết bao nhiêu người cơ an mình đâu hay giúp, thế nhưng bây giờ quay lại cắn mình thật đau.